Ồ, thương con mà, thương con mà. Nín đi con nè, nín đi. Ồ, đưa con ngủ nha. Sao nó khóc hoài vậy? Không biết thằng nhỏ có đau ở đâu không nữa. Mà sao hôm nay ông về sớm vậy? À, tại tôi thấy mệt trong người. Sao? Ông mệt hả? Mệt làm sao? Không sao đâu, cứ lo cho thằng nhỏ đi. Thôi con đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà, thương con lắm nè. Già lớn rồi hay bệnh hoạn, ôm đờm theo thằng nhỏ chỉ cho cực vậy. Thì tôi muốn Mà coi bữa nào thuận lợi á, đem nó trả lại chùa đi. nếu như nó không phải là thì tôi đã hứa với mẹ nó rồi. Hứa với hẹn, cứ trả nó vô trỏng đi. Tôi không làm như vậy. Rồi mỗi tháng á, gửi tiền cho sư cô, mua sữa cho nó là được rồi chứ gì. Thôi con ngủ nha, con ngủ ngoan Ủa, nè. dạ thưa ba. Thưa ba, Tụi con mới về hả? bữa giờ con mới thấy ba. Mẹ. Mẹ, con mua đủ chào đồ hai bà con. dặn rồi đó. Nè. Nè, Con cưng. mà sao bữa đám cưới tới nay á, ba mới thấy hai đứa về thăm nhà vậy? Dạ, tụi con cũng có. Tụi nhỏ nó qua đây suốt đó chứ. Tại ông không có nhà nên không gặp. Vậy hả? Vậy là lỗi tại ba, ba trách lầm hai con rồi. À, chừng nào con lên trển vậy? Dạ, cuối tuần này con đi ba. Sớm vậy? Nè, dạ. con có thể xin phép ở lại vài bữa nữa được không? Lại dự khai trương bệnh viện ba rồi đi. Dạ, để con sẽ cố gắng. Ừ, thôi ở chơi với mẹ nha. Dạ. Tụi con về ba vui Em lắm cứ đi đó. gọi Dạ. nó cho. Thôi hai con vô nhà đi. Đến nhà, đến nhà. Hôm nay khai trương náo nhiệt quá ha. Mời anh. Mời. Con. Mẹ. Chúc mừng mẹ. Chúc mừng mẹ. Cảm ơn hai con nha. Dạ. Sao khỏe không anh? Khỏe. Vậy là thành công rồi. Đôi lân được múa hay thiệt ha. Ủa thầy Trương em. Hoành tráng quá mẹ ha. Đây là bác Hải, bạn của mẹ. Còn đây là Thiên Bình và Hà Lan. Tụi nó mới cưới. Chúc hai đứa hạnh phúc. Chào con. Dạ. Cô chào, chào bác. Hôm đám cưới bác không có đi được vì bác có công việc quan trọng mà. Xin lỗi hai con nha. Dạ con biết rồi bác. Dạ. Vợ chồng cô rất hạnh phúc. Hai đứa Vợ xứng chồng đôi son quá. mà. Con trai em nhìn cũng hay quá. Liệu nó có thể giúp em quản lý phần nào cơ ngơi này không? Mà nó học ngành gì? Dạ, nó cũng là kỹ sư, nhưng mà là kỹ sư mỏ địa chất. À, hèn gì. Anh thấy cậu ta rất là phong trần, đúng tuýp người này phụ nữ rất là thích. Anh thấy hai đứa rất là đẹp đôi. Mà người con gái đó là con của anh Chúc thì phải. Anh nói đúng đó. Em cũng không ngờ hai đứa nó phải lòng nhau từ hồi nào. Chứ nếu không á, em lại mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ, lại mang tiếng là ép uổng duyên con nữa. Anh thấy hai đứa nhỏ hạnh phúc vậy là vui rồi. Em quan tâm đến dư luận làm gì? Bây giờ đúng là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, mà miệng lưỡi thế gian rất là nghiệt ngã. Thực lòng em rất là buồn. Họ nói gì mà làm em buồn? Thì nếu như mà không có cuộc hôn nhân của tụi nhỏ thì sẽ không có bệnh viện Nam An này. Bệnh viện Nam An thì có liên quan gì đến hôn nhân của tụi nhỏ? Em biết bệnh viện Nam An có được là nhờ tất cả vào anh. Nhưng nhiều người lại cho rằng vì mối quan hệ đó mà ông Chúc mới tiến cử dự án bệnh viện Nam An với anh. Anh không cần ông Chúc tiến cử. Chắc chắn anh cũng tìm ra em Thôi Thi Kim mà. Thiệt vậy sao anh?
Số phận đã ràng buộc như vậy rồi, nghĩa là em không thoát anh được đâu. Anh đúng là khéo ăn khéo nói mà. Thì anh nào giờ vẫn vậy mà. Mừng ơi, Mừng ơi, Mừng ơi. Dạ. Dạ ông. Lấy cho ông cái trời gì? Ông ơi, trời, ông bị sao vậy? Trời ơi, đây còn đỡ ông vậy nè. Đã dặn rồi mà, ta nói lớn tuổi rồi, đi đứng phải dòm trước dòm sau chứ. Té như vậy rồi gãy lưng rồi nằm liệt rồi làm khổ người ta không? Con xin lỗi. Bà ơi, bà đã ngoài rồi. Trời ơi, dầu sôi lửa bỏng gì đâu nữa không biết à? Hả? Cái gì bà đang sầm vậy? Ông bị té nè, bây giờ ông đỡ lên không nổi nữa nè. Ông có sao không? Không, tôi không sao. Không biết có sao không mà bây giờ sờ lưng la đau rồi chắc gãy rồi đó à? Mọi người chạy vô kêu xe cứu thương đưa vô bệnh viện mau lên. Ông phải đi bệnh viện, ông là bác sĩ mà ông nói như vậy là sai rồi đó nghe. Thôi, không. Không có đi bệnh viện. Phải đi bệnh viện để bác sĩ người ta coi xương cốt ông sao. Người già rồi khó nói lắm ông ơi. Thôi đi mà. Đi không. Alo, em hả? Dạ, anh lên xe chưa? Anh bị trễ chuyến rồi, 3 tiếng nữa mới có chuyến về trển. Vậy anh đứng yên ở đó nha, để em chạy tới nha. Chứ gì? Em sẽ chở anh đi. Cái gì? Em chở anh đi hả? Thôi, bầu bị đâu chứ, ở nhà đi. Em đã nói rồi, anh cứ đứng đợi em đi, không được đi đâu hết đó nha. Anh nói là không cần mà. Nè, lên. Alo. Mẹ con. Mẹ, ba sao rồi ba mẹ? Ba con bị sao vậy mẹ? Bác sĩ nói là ba con bị chấn thương cột sống cái gì đó. Trời đất. Mẹ với em đừng quá lo lắng. Để con vô gặp bạn con hỏi coi sao. Vô đi con, lo cho ba nha con. Dạ. Mẹ à, có con Vinh Minh ở đây rồi, mẹ đừng quá lo lắng nha. Mà tụi nhỏ đã biết ông nội nhập viện chưa mẹ? Má chỉ mới gọi điện thoại cho vợ chồng con thôi. Dạ. Thôi, hai mẹ con mình qua đây ngồi chờ. Không sao đâu. Chào anh. Chào anh. Ba tôi sao ông rồi? Ông cụ bị chấn thương cột sống. Anh cũng biết rồi đó, những người cao tuổi xương cốt rất là yếu, cho dù bị té nặng hay là nhẹ thì dễ bị tổn thương cột sống. Dạ. Vậy tình hình ba tôi có nặng không? Tôi đã cho kiểm tra rồi. Trước mắt á, thì ông cụ bị chấn thương cột sống. Nặng hay nhẹ thì phải đợi kết quả chụp CT. Cảm ơn bác sĩ, tất cả đều nhờ anh hết. Được rồi, đây cũng là thầy của tôi mà. Dạ. Anh lại thăm ông cụ đi. Cảm ơn anh. Anh ghé ngang qua nhà mình, em lấy ít đồ nha. Không được đâu. Sao không được? Em quay về nhà thì bà nội làm sao cho em lên mỏ cho anh được, thì biết em có bầu chứ. Nhưng mà ở nhà anh được nội cưng nhất, chắc là không sao đâu. Chính vì cưng anh nhất thì em cũng là cháu dâu, cho nên nội cũng cưng em nhất. Làm sao nội cho em theo anh được? Chưa hết nha, ba mẹ mà biết thì họ không cho em đi đâu. Vậy thôi, đi luôn đi. Lên tới đó, thiếu thứ gì thì em mua thứ đó. Không. Không là sao? Tự nhiên nói, cho em đi, giờ thay đổi ý kiến là sao?
anh không cho em đi hồi nào? Thì anh nói không đó. Sao anh quành đầu xe lại? Không phải là anh quẹo lại, chỉ là anh quành xe vô siêu thị đi mua chút đồ cho em. Coi kìa, vậy cũng sắp khóc nữa. Thì đó, ai biết đâu, khi không có ghẹo em làm gì. Chắc anh Minh sắp ra rồi đó mẹ. Mẹ, bà nội. Bà nói vô kìa. Dạ bà nội. Dạ ông nội sao rồi mẹ? Ba con ra kìa. Ba con sao rồi? Dạ mọi người đừng quá lo lắng, ông nội không có sao rồi. Dù sao con cũng là bác sĩ, con biết tình hình của ba thế nào. Dạ. Ba, hay là ba đưa mẹ và bà nội về nghỉ ngơi đi, để vợ chồng con ở đây chăm sóc ông nội được rồi. Vậy ba đưa mọi người về, hai đứa ở trong này với ông nội nghe. Dạ. Khi nào có kết quả con sẽ báo cho ba biết liền. Ừ, được rồi. Dạ. Mẹ à, vậy là mẹ yên tâm rồi nha. Đừng quá lo lắng. Nội dạ, về nha. Tụi con đưa mẹ về nha. Em à, công việc ở phòng khám của em sao rồi? Như vậy cũng tốt. Em cũng biết mà, tố chất của em không phải là ngành y, cho nên nếu như em làm bác sĩ thì tốt nhất em nên làm bác sĩ ngoại khoa chứ không phải là nội khoa. Đã vậy em lại còn làm bác sĩ phẫu thuật tim nữa chứ. Anh đã nói với em điều này nhiều lần rồi, vậy mà em cứ cố. Cũng may cuối cùng em cũng đã hiểu ra. À, anh vô coi nội sao? Đi cả nửa ngày rồi, em có muốn dừng lại nghỉ ngơi hay không? Mình mới vừa nghỉ mà anh. Thôi chạy tiếp đi, nếu không trời tối á. Anh sợ lại mệt thôi. Anh đừng có lo, em không có mệt đâu. Em chỉ sợ mình vừa đi vừa nghỉ như vậy sẽ không kịp giờ lên trên đó, anh lại bị trách phạt nữa. Có gì đâu mà lo. Anh bị phạt á thì anh đổ lỗi cho em. Trời. Thì là anh biết là sếp của anh á sẽ không nỡ phạt cô dâu xinh đẹp của anh đâu. Em chỉ sợ á anh bị phạt nặng thôi. Làm gì có chứ. Hả? À, anh quên nữa. Dạ. Hồi nãy có nói là gọi điện gì cho ông nội mà anh quên mất. Em lấy điện thoại của em bấm gọi số ông nội liền đi. Ủa mà sao anh không gọi cho bà nội mà lại gọi cho ông nội? Gọi cho ông nội có ông nội đỡ, anh sẽ không bị la. Nè anh, alo, nội hả? Không phải nội. Ê, dạ. Là mẹ của anh chứ không phải nội. Mẹ. Ờ, dạ con nghe. Ừ, mẹ đây. Sao rồi, con đi tới đâu rồi hả? Dạ, con đi được nửa đường rồi mẹ. Ừ, xe đò chạy cũng nhanh đó. Dạ không, con đi bằng ô tô. Con đi bình an nha không? Khi nào tới nơi á thì báo cho gia đình biết. Ờ mẹ. Cho con gặp nội được không? Ông nội hả? Ông nội đi ra ngoài rồi. Lát mới về. Có chuyện gì không con? Nè. Dạ. Ông nội đã nói cái gì với mẹ là em đi theo anh nguy hiểm vô cùng. Sớm muộn gì bà nội cũng biết à. Chút xíu không về nhà bà nội cũng sẽ gọi tìm thôi. Thôi tùy anh, sao cũng được. Mẹ ơi. Sao con? Hà Lan. Hà Lan sao con? Dạ không. Hà Lan đi chung với con lên Tây Nguyên luôn rồi.
Cái gì? Lên Tây Nguyên chung? Nó bụng mang dạ chữa như vậy, tại sao con lại đưa nó lên chốn rừng thiêng nước độc như vậy hả con? Lỡ xảy ra chuyện gì, làm sao ba mẹ gánh vác với bên gia đình anh xuôi được đây? Không sao đâu, mày đừng có lo. Đúng là con cái, cứ làm cho ba mẹ lo lắng hoài. Mày đừng có lo quá, con biết cách chăm sóc cho vợ của con mà. Ừ, thì đành như vậy. Mà nè, nói nó chơi vài hôm rồi về nghe không? Dạ. Thằng quý tử nhà anh đó, lúc nào cũng làm cho ba mẹ lo lắng hết á. Trời, thì em cứ coi như hai đứa hưởng tuần trăng mật đi, có gì đâu mà phải lo chứ. Anh không biết đó thôi, con Hà Lan nó đang có bầu. Cái gì? Thằng Thiên Bình nó lại rủ nó lên mỏ như vậy. Con dâu mình mang thai hả? Hai đứa nó giấu, nhưng mà sao qua mắt được em. Vậy là tin vui rồi. Thiệt tình. Em mà, chuyện gì nữa đây? Con cái như vậy đó, thiệt tình. Anh đọc đi. Con nhỏ này, coi vậy mà nó sống tình cảm ghê. Anh không thấy con mình có gì kỳ lạ hay sao? Riết rồi, tụi nó không coi ba mẹ nó ra gì hết. Nó đi đâu, làm cái gì thì cũng chỉ nói với ông bà nội. Vậy thì anh và em coi lại mình đi, rồi hãy trách con. Anh lúc nào cũng binh vực tụi nó hết á, nên tụi nó đứa nào cũng cứng đầu. Trời, tụi nhỏ nhà mình nó thông minh chứ có hư hỏng gì đâu, mà em suốt ngày càm ràm hoài vậy. Anh cứ nuông chiều tụi nó riết rồi, con cái hư hỏng không dạy được đâu. Thôi anh lên phòng đây. À, tôi đi chợ về rồi nè bà. Chị có mua cá chép trắng cho tôi không? Có chứ, tôi phải đi hai chợ mới có cá chép trắng đó. Ừ, vậy thì tốt rồi. Ủa mà bà, sao mà phải cá chép trắng, không mua cá chép vàng hay cá chép đen? À, thì mấy người mổ xương đó ăn cháo cá chép trắng cho nó tốt. À vậy hả, vậy bữa nay tôi mới biết á. Thôi chị đem vô trong đi, rửa sạch sẽ rồi tôi vô tôi nấu. Cái này ta mận rồi, mình chỉ vô rửa rồi nấu thôi hả? Ủa, tôi kêu chị mua cá còn sống mà. Thì cá sống, nhưng mà nó ngợp nó chết cái ta cắt khúc ra, ta làm sạch cái ta bán tôi mua luôn. Trời, mua vậy mới đỡ tiền. Tôi vô cái làm chị nha. Này, ráng chịu đau chút nha ông. À, ông có đau lắm không ông? Đỡ rồi cháu. Dạ, ngày mai có nhân viên vật lý trị liệu xuống đây tập cho ông đó. Ủa mà người nhà có ông đâu rồi ạ? À, bà nhà tôi mới đi ra ngoài rồi. Dạ, khi nào mà bà có vô á thì ông nhắn cho bà là đến phòng trực gặp con nha. Dạ, cảm ơn. Con chào ông, đi ạ. À, cô ơi. Dạ. Cho tôi hỏi thăm một chút nha cô. Dạ, con chào bà. Con là điều dưỡng, tên là Lan. À, chào cô Lan. Hồi nãy con có nhắn tin lại cho ông, khi nào bà vô á thì bà lên phòng trực gặp con. À, nhưng giờ gặp bà ở đây rồi á thì con dặn luôn. Có chuyện gì vậy cô? Ờ, sức khỏe ông nhà tôi bộ không tốt hả? Dạ không, tình trạng của ông rất là tốt. À, tuy nhiên vấn đề tập luyện phục hồi chức năng sau khi mổ là vô cùng quan trọng. Ừ, cho nên là gia đình mình phải tập cho ông ngay từ đầu bà. À, khi mà nhân viên vật lý trị liệu tới đó thì bà phải cố gắng động viên cho ông nha, để cho ông mau hồi phục. À, mà hình như con thấy ông quen. Ừ, hình như là con có gặp ông ở đâu rồi thì phải. Ờ, con nhớ rồi, là người thân của tiến sĩ Đặng Minh phải không? À, Đặng Minh là con trai của hai vợ chồng tôi. Hèn chi, con thấy ông quen ghê luôn á. Dạ, thôi bà vô với ông đi. Ừ, ông ở trỏng chỉ có một mình à. Vậy hả? Tôi nghĩ cô chắc là người có năng lực. Dạ đó. Dạ, xin phép bà. Ừ, được rồi. Ủa, bà,
Bà về rồi hả? Ừ. Bà nói ra ngoài lấy bình thủy mà sao lâu dữ vậy? Tôi đến nãy giờ rồi. Tại vì tôi gặp cô Lan điều dưỡng ở ngoài đó, nên tôi nói chuyện với cổ một chút. Bà chắc còn phải vất vả với lại tôi lâu lắm đây. Tụi nhỏ bây giờ đứa nào cũng có việc, nó đi đông đi tây, giờ chỉ còn lại hai vợ chồng già. Có phải vậy không? Tôi phải cảm ơn bà rất nhiều. Ông à, vợ chồng lấy nhau mấy chục năm rồi, sao hôm nay ông nói chuyện với tôi khách sáo quá vậy? Chị ơi, chị. Dạ chào anh. Chào cô. Dạ. Tôi muốn gặp bác sĩ Thiên Nga ở phòng khám số 10. Dạ, anh đợi em chút xíu nha. Chị ơi, có người cần gặp chị ở ngoài tiếp tân nè chị. Dạ, dạ, em biết rồi. Dạ, anh vui lòng qua bên đó ngồi chờ chút xíu. Chị xuống. Cảm liền ơn à cô. Dạ. Em, dạ, có ai tìm chị hả? Dạ, các anh ngồi bên kia đó chị. Anh Thái. Thiên Nga. Dạ. Anh tìm em hả? Ờ, em đang bận à. Dạ, mà có chuyện gì quan trọng không anh? Chuyện này rất quan trọng. Dạ, nhưng mà... Nếu em bận thì cứ làm việc đi, anh chờ em được mà. Dạ, vậy anh chịu khó chờ em một chút nha. Ừ. Bác ráng ngồi dậy nha, từ từ thôi. Ráng thẳng lưng lên. Rồi, được rồi. Ông ơi, ngồi thẳng nha. Hôm nay con tập bài tập đầu tiên cho bác. Bác hít thật sâu vô, thở ra nhẹ nhẹ từ từ. Bác cứ làm theo lời con hướng dẫn thì bệnh của bác sẽ mau hồi phục. Cố lên nha ông. Ông hít sâu vô, rồi hít thật sâu vô ra. Bác có thể quay nhẹ người qua đây, đặt chân xuống dưới đất, đi từ từ thôi bác. Đỡ đỡ ông dùng đi bác sĩ. Dạ, từ từ thôi bác. Đúng rồi. Rồi, lên. Đúng rồi, đúng rồi. Bác quay người qua, quay nhẹ người qua, thẳng người nha bác. Đúng rồi. Cho ông thử đi coi mấy bước có được không? Đi dạ, đi, dạ. Đi thử đi ông. Bác đi thử mấy bước đi bác. Chậm chậm thôi ông. Bác thấy sao bác? Có thốn gì không bác? Có ông. Ờ, đỡ nhiều. Mừng quá. Đỡ nhiều. Rồi bây giờ mình quay ngược lại nha bác. Rồi rồi, quay nghiêng người nha. Từ từ thôi. Đúng rồi. Cẩn thận. Bác thấy sao bác? Từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ thôi. Rồi, bây giờ con đỡ bác qua đây ngồi nha. Ngồi đi. Cẩn thận ông ơi. Rồi, ngồi xuống. Đúng rồi. Đưa chân lên. Cẩn thận nha ông. À, được rồi, được rồi. Hôm nay mình tập tới đây thôi. Ngày mai con sẽ tới. Con sẽ tập cho bác bài tập khác, được không bác? Dạ, bây giờ con có việc, con ra ngoài một chút. Dạ, bác ở đây chăm sóc bác trai nha. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, con xin phép.
Ông à, bác sĩ chỉ rồi đó, mỗi ngày ông chịu khó tập một chút xíu là ông khỏe liền nha ông. Bây giờ á, ông hít thở đi. À, cháu nội mình nó vô rồi kìa. À. Dạ, em chào thầy. Ờ, bác sĩ Trần Đăng. Dạ. Ôi trời, lâu lắm rồi mới gặp em. Dạ. Bà, đây là bác sĩ Trần Đăng, học trò ngày xưa của tôi đó. Dạ, em chào cô. À, chào bác sĩ. Dạ. Dạ, em có một chút quà em biếu thầy ạ. Em đến thăm tôi là quý rồi, quà cáp làm cái gì? Em nghe Trần Phương nói thầy bị té chấn thương cột sống. Dạ rồi, cho nên là mọi việc nó bỗng dưng trở nên trầm trọng như vậy. Chắc là thầy sẽ mau khỏe thôi mà. Cảm ơn em. Mà cũng phải 2-3 năm rồi thầy trò mình mới gặp lại, đúng không? Em xin lỗi thầy, em cứ dặn lòng là sẽ ghé thăm thầy, mà công chuyện thì cứ lu bu bận biểu suốt à. Giám đốc mà bận biểu thì nhân viên không bao giờ bị đói đâu. Dạ. À, phải không Trần Phương? Dạ. Đùa thôi, chứ tôi vẫn theo dõi báo đài. Dạ. Y Đức là một trong những bệnh viện mà có triển vọng, có cái sức thu hút bệnh nhân rất cao. Dạ. Dạ. Thầy chúc mừng em. Có được như vậy á là cũng nhờ đội ngũ bác sĩ, y tá rất tận tâm và có tay nghề phục vụ bệnh nhân đó thầy. Ừ, vậy là tốt lắm. Dạ, em cũng có việc bận, thầy nghỉ ngơi, em xin phép về. Bữa nào em sẽ ghé thăm thầy. Em về. Dạ. Cảm ơn em. Em chúc thầy mau lành bệnh. À, thầy cũng chúc cho bệnh viện Y Đức ngày càng phát triển. Thầy tin ở em. Dạ. Trần Phương. Dạ. Con tiễn giám đốc về nha. Dạ. Dạ. Trần Phương, nó là một đứa ngoan. Dạ. Lại có tâm nữa. Rất mong được sự giúp đỡ của em. Bác sĩ Trần Phương là một bác sĩ đầy triển vọng của bệnh viện, cho nên thầy cứ yên tâm. Ừ. Dạ. Em xin phép thầy ạ. Dạ. Thầy nghỉ ngơi. Dạ thôi. Ừ. Nó cứ nằm nghỉ đi. Cô tiễn giám đốc về rồi con lên chơi với nội. Ừ. Nha. Dạ. Dạ. Em chào thầy cô ạ. Ông nè, ông ngồi dậy có đau lưng không? Để tôi đỡ ông nằm xuống. Cảm ơn bà. Từ từ thôi. Từ từ. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Anh gọi em gấp như vậy có chuyện gì quan trọng hả anh? Cảm ơn. Anh muốn em trở lại phòng mổ. Bây giờ thì chưa được. Em gặp bác sĩ Hùng rồi đúng không? Em có gặp bác sĩ Hùng rồi. Bác sĩ Hùng có nói với em về dự án mổ cho 2000 trẻ em tim bẩm sinh. Nhưng mà em đã từ chối rồi. Em từ chối? Tại sao vậy? Em nghĩ là mình không nên tiếp tục cầm dao mổ nữa. Có chuyện gì xảy ra với em phải không Thiên Nga? Lý do này không thuyết phục được anh. Em suy nghĩ lại đi Nga. Hãy nghĩ tới tụi nhỏ mà cố gắng. Những đứa bé đó đang rất cần em. Nhưng mà Nhưng mà
Tay của em. Tay của em bị cái gì? Mỗi lần Em cầm dao mổ, tay em cứ rung bần bật. Thiệt à? Anh xin lỗi. Anh sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Anh sẽ giúp em vượt qua giai đoạn này. Em sẽ lấy lại được cân bằng, em sẽ trở lại được phòng mổ. Hãy tin anh nha. Mời vào. Dạ xin chào. Chào bác sĩ. Chào em. Chị ơi, em đi lấy thuốc bảo hiểm y tế cho ba em. Sao em lại đưa đơn cũ tới đây? Bà của em đâu? Ba em bệnh nặng lắm chị, ba em không có đi được. Trường hợp của em tôi không có giải quyết được đâu. Nhưng mà trước giờ em vẫn đi lấy thuốc cho ba em mà. Ba em đâu có cần đi lấy đâu chị. Nguyên tắc là phải có bệnh nhân tới khám thì chúng tôi mới kê toa được. Trường hợp này tôi không giải quyết đâu. Nhưng mà hồi nào tới giờ á, em vẫn đi lấy thuốc cho ba em mà. Có sao đâu. Sao kỳ này khó quá vậy? Bệnh nhân không có mặt mà vẫn kê toa hả? Sao lại có chuyện như vậy? Thôi em về đi. Dạ, tôi không giải quyết. Bác sĩ. Mời vào. Chào chú. Chào bác sĩ. Tôi là Nguyễn Văn Hải, năm nay 55 tuổi. Dạ. Nhà chú ở Phú Nhuận đúng không? Dạ, mới vừa xong thưa bác sĩ. Dạ không. Tôi rất là ngạc nhiên về tình trạng sức khỏe của chú. Dạ. Chúc mừng chú nha. Dạ. Dạ. Tôi muốn đổi lại toa thuốc được không dạ thưa bác sĩ? Tại sao phải đổi? Tại vì tôi dùng cái toa cũ rồi, nó quen rồi. Toa thuốc của người đàn ông này và toa thuốc của cô gái kia sao lại giống nhau đến vậy? Thuốc này sao lại có thể kê toa tùy tiện như vậy chứ? Từ trước giờ tôi dùng các loại thuốc trong toa này rất là khỏe. Tôi muốn bác sĩ cứ theo toa này mà kê cho tôi, chứ đổi chi mấy cái loại thuốc lạ quắc lạ quơ vậy. Tình trạng sức khỏe hiện nay của chú khá ổn, không cần phải dùng những loại thuốc nặng đô và mắc tiền như vậy. Cô nói làm sao? Tôi thấy bệnh của tôi càng ngày càng nặng hơn. Cái này là thuốc, không phải là rau. Sao chú năn nỉ con được? Sức khỏe của chú bây giờ rất là ổn. Ổn là ổn như thế nào? Tôi là muốn bác sĩ đổi lại những loại thuốc trong toa này á, giống như cái toa mà bác sĩ Lâm đã cho tôi. Hay là bác sĩ thấy thuốc mắc tiền quá mà bác sĩ nói vậy? Tôi đóng bảo hiểm bao nhiêu năm nay rồi, tôi phải hưởng đủ chế độ chứ. Cái vấn đề ở đây không phải là thuốc mắc tiền hay là thuốc rẻ tiền, mà bệnh của chú bây giờ không cần thiết dùng những cái thuốc nặng như vậy. Tôi muốn gặp bác sĩ Lâm. Từ trước tới giờ bác sĩ Lâm theo dõi bệnh của tôi. Cô là bác sĩ mới phải không? Bác sĩ Lâm đầu tháng mới về. Một tháng sau tôi sẽ quay lại. Thank you.
mày cũng thấy không ổn đúng không? Đúng không? Ừ. Chuyện này... Một toa thuốc như vậy là khoảng bao nhiêu tiền? Tầm từ 3 đến 4 triệu một toa. Tao thấy có gì đó bất thường. Nè, mày để giùm tao những toa thuốc bảo hiểm y tế mà bác sĩ phê duyệt trong 3 tháng gần đây. Nhất là toa của bác sĩ Lâm. Trời, mày tính làm chuyện động trời gì nữa đây? Tao nghĩ là có tiêu cực gì đó trong toa thuốc bảo hiểm y tế. Ông Lâm á là trưởng khối phòng khám, tao ớn ổng lắm. Thôi được rồi, mày để giùm tao những toa thuốc mà tao đã khoanh tròn. Vậy là những chỗ này đúng không? Thôi, nhưng mà mày cũng đừng có làm quá, tao sợ lắm. Sao giờ mày nhát gan như thỏ đế vậy hả? Nè, vậy là hôm nay mày gặp tao chỉ như vậy thôi, có đúng không? Thôi mày vô mày làm đi. Một lát nữa xong việc, tao mời mày ăn một bữa hoành tráng ha. Thôi cô, trưa nay tôi đã có hẹn rồi. Vậy thôi, coi như tao nợ mày. Mày mà mời á, tao sẽ ăn một bữa hoành tráng luôn. Thôi, để tôi vô coi giùm bà, đây nè. Cảm ơn nha. Bye. Các toa thuốc nghi vấn này thường dùng để chữa trị các loại bệnh mãn tính và bệnh nặng. Hầu hết, toa nào cũng đều có trị giá 3-4 triệu đồng và do một bác sĩ ký duyệt cấp thuốc. Liệu có gì đó bất ổn ở đây chăng? Chị ơi! Chị ơi! Dạ! Tôi muốn mua quà. Dạ! À, cậu tính mua quà hả? Dạ. Cậu tính lấy mấy bó, tôi gói cho. Quà này bao nhiêu một bó vậy chị? 10.000 thôi cậu. Cúc này ở nhà chị chồng à? Không, là tôi lấy của người ta. Sao cậu nghĩ vậy? Không phải, tại vì tôi thấy chị chạy xe đi bán, cho nên tôi tưởng là ở nhà chị chồng. Trước đây thì đúng vậy đó, mà giờ đất cát đâu còn nữa đâu. Mà cậu tính lấy mấy bó? Em không có lấy. Em định là... Cậu không lấy cũng không sao mà. À chị ơi, lấy một vé đi Đắk Nông nha chị. Dạ, anh chờ một chút. Cho em gửi. Bán tôi vé. Dạ. Chờ em một chút nha, em đang có tiền. Alo. Alo. Nghe đi. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở bến xe. Bến xe ở quầy nào? Vé của anh nè. Ở quầy 82. Alo. Alo. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Cỡ mấy giờ mình đến vậy? Tối lận. Hả? Trễ vậy luôn á hả? Sao? Chán ngồi lắm rồi phải không? Mà em nè. Em mới xin vào thực tập ở báo. Tại sao lại tự ý lên Tây Nguyên vậy? À, em không có tự ý lên Tây Nguyên rồi nha. Coi nè. Em á, phải ngồi cả buổi trưa năn nỉ chị Cam Ly. Phút cuối cùng là chị chịu hết nổi. Chị phải cấp cho em cái tờ giấy thông hành này đó. Tính ra em cũng giỏi luồn lách quá đó chứ. Nghề của phóng viên mà. Ừ. Nhưng mà hả, chị cũng bắt em phải hứa với chị một chuyện á. Chuyện gì?